chị cứ hỏi vì người ở đây. Người ở đây thấy có cũng như là tự nhiên đang ngủ nằm thấy có tự nhiên có một chiếc ghe lại chở từ từ ở chỗ Bến Hòa lại bước xuống bố con ngồi con dòm hoài à. Bây giờ là có y như thật rồi đó từ Bến Hòa đó thấy có một người dắt viên đi xuống cái đò đi ra đi như vậy. Bây giờ hai năm trước nha, lúc còn ở Campuchia, Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Sáng hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại dì Hòa với lại em Duyên với lại một dì ở trong xóm cùng đi chợ nổi Long Xuyên. Thì hôm qua khi mà quay một cái đoạn clip về cái cuộc sống hiện tại của chị Duyên ngay tại Việt Nam đó, thì thật ra thì khi mà chị Duyên về Việt Nam chưa bắt nhịp được với cái cuộc sống ở Việt Nam và chị rất là ngại giao tiếp đối với những người Việt Nam. Dì Hòa có chia sẻ rằng là khi mà đi chợ thì phải Duyên nhờ dì hoặc là mẹ đi mua hay gì vậy? Đúng. À, mới đi ra chợ là thấy người ta là ngợp chứ không có tiếp xúc được, cái người ta là hơi đi vô con chóng mặt quá à. Bây giờ là bữa nay cho em nó đi cho nó biết chỗ này chỗ kia cho nó tiếp xúc với mạnh thường ở chơi với mấy cái người ở ngoài đồ cho nó, chứ để trong nhà hoài nó cũng biết thì nó không biết chị chơi. Dạ mục đích của hôm nay á là đi chợ nổi Long Xuyên, muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị biết một cái khu chợ nổi truyền thống khá là đặc biệt ngay tại Long Xuyên, ngay tại thành phố Long Xuyên này. Và cái thứ hai là cho chị Duyên tập làm quen với, bắt nhịp được với cuộc sống ngay tại Việt Nam và cũng như là biết được một cái khá là hay ngay tại miền Tây, đó là chợ nổi Long Xuyên. Cái cảm giác chị bây giờ như thế nào hả chị Duyên ha? Rất vui. Ngày xưa giờ chị ở đây thì chị có thường đi chợ nổi không? Có biết đến chợ nổi Long Xuyên của mình không? Không luôn. Không có thường đi chợ nổi luôn. Đó. Mặc dù là chị Duyên là người con của Long Xuyên nhưng mà chưa từng đi chợ nổi. Và đặc biệt rất là nhiều cô bác quý anh chị chưa biết rằng chợ nổi Long Xuyên. Bùi Hồ giới thiệu qua thì chợ nổi Long Xuyên là một cái khu chợ giữa các tiểu thương trên cái con sông Hậu như cô bác quý anh chị. Và không nói nhiều nữa, bây giờ sẽ tiếp tục hành trình để ra đó thưởng thức một số món ngon trên chợ nổi Long Xuyên. Xin mời cô bác quý anh chị ha. Rồi cô ơi, hôm nay đồng hành với mình thì có một cái cô lái đò rất là dễ thương và cũng đưa Bùi Hồ đi rất là nhiều lần. Nếu như mà cô bác quý anh chị có xem clip trên kênh Bùi Hồ thì Bùi Hồ cũng đã có giới thiệu về chợ nổi Long Xuyên, một cái khu chợ khá là đặc biệt, không mang tính du lịch mà ở đây là chỉ giao thương giữa các tiểu thương với nhau. Thì ở trên đó thì các cô các chú sẽ bán cho những người buôn bán ở trên đó. Dì Hòa thì ở đây thì dì đi chợ nổi Long Xuyên được bao nhiêu lần rồi? Cũng đi nhiều lần, cũng đi có khi ra mua đồ đó, rồi mình buôn bán mà. Dạ. Có khi ra mua dừa mua đồ thì cũng có đi. Dạ. Ít cũng ít khi đi. Dạ. Cái lần đi gần đây nhất thì cách đây khoảng bao lâu hay gì? Cỡ hơn năm nay rồi, hồi dịch tính giờ là không dám ra đi nữa, là đi bây giờ hết dịch làm đi rồi. Dạ. Dạ. Đồng hành với Bùi Hồ có một cái gì ở bên đây cũng là người trong xóm. Bên đây ngồi đi vậy. Vui. Vui. Dạ. Chị tháo cổ trang ra cho mọi người biết chị giới thiệu gì tên gì và ở trong xóm của chị Duyên như thế nào ha. Đây là một cái người gì rất là dễ thương. Cũng đã từng khi mà em Duyên về thì dì cũng đã từng mua sữa hỗ trợ em Duyên trong cái cuộc sống ngay tại Việt Nam. Hôm nay thì dì với lại Duyên đi chợ nổi, đây là lần thứ mấy dì đi ở trên chợ nổi Long Xuyên này? Cũng hai ba lần rồi. Hai ba lần đi với mấy nhóm bạn rồi đi ra rồi đường mấy chiếc ghe rồi mua đồ về ăn trái cây rồi cốc rồi này kia vậy đó. Vừa đó, chơi vậy đó. Có nghĩa là khi mà bạn bè mà từ những cái bạn bè mà đi về quê hương á, dì thường giới thiệu bạn bè đi ra chợ nổi Long Xuyên chơi. Dì giới thiệu cho mọi người biết là dì tên gì ha? Tên Liễu. Dì Liễu, đây là dì Liễu. Còn bên tay trái của Bùi Hồ đó là dì Hòa. Dì Hòa là một người dì mà ăn nói rất là thẳng thắn, được cộng đồng mạng luôn quan tâm đến cuộc sống của chị Duyên cũng như là dì Hòa. Chia sẻ với mọi người thêm một tí nữa.
đó là mẹ của chị Duyên, mẹ của mẹ ruột của chị Duyên thì hôm nay lại bị đau bao tử, thì bị hành nên say sóng nữa nên không có đồng hành cùng chuyến đi này được. Ở ngày thì theo con được biết á, từ ngày chị Duyên đến giờ thì chị Hòa là một cái người luôn sát cánh với chị Duyên và coi như là một cái người mẹ thứ hai, mẹ thứ hai. Dạ thì nó vất vả lắm không vậy? Dạ nó vất vả lắm không? Cũng không có gì, giá tỷ nhiều khi mình giờ nó không ăn thì mình kêu Duyên à, dạ, ăn ăn đi con, nó có sức. Dạ. Rồi còn giá tỷ mình thấy nó cái gì mà nó hơi, mình giờ mình biết nó có cái thái độ gì hay là nó có cái biểu tượng gì thì mình qua mình khuyên đây, khuyên nói và mình nói cho nó nghe. Nhiều khi mình thấy nó buồn hay là gì đó, mình qua mình động viên đó, mình nói con cũng gán đi, cái gì nó cũng từ từ, có anh Bùi Hồ và có Phong Bụi lo cho chồng con ở bển rồi thì con để đi từ từ, rồi anh Bùi Hồ và Phong Bụi sẽ lo cho chồng con về chứ con đừng có buồn, thì nó hết buồn. Mà khi không có mình thì nó ngồi nó buồn nhớ chồng khóc. À, mình đứng bên đây mình dòm qua thì mình thấy tại vì hai cái nhà ngang nhau. Yeah. À, mình cũng qua mình an ủi và động viên đó, nó cũng nghe lời, nó nghe lời mình hơn là nghe lời mẹ nó. Yeah. Nên nó cũng không có buồn nữa, nó cũng vui vẻ lên. Lúc nãy thì con có nghe chị Liễu nói á là dì Hòa giống như là một người ở trong xóm đó, là ai mà có bệnh hoạn ốm đau là dì Hòa luôn giật chạy là che chở đưa đi hết. Đúng, ở trong xóm đó là tôi là giống như là trưởng xóm, trưởng thôn vậy đó. Cái gì thì ai có bệnh hoạn đau ốm hay là chết chóc gì cũng tôi lo qua lo chị Hòa, qua lo hết, chạy tới bệnh hoạn á thì tôi chạy qua tôi lo, không tiền á thì chạy đi quyên tiền cho người ta đưa người ta đi nhà thương. Khi mà người ta có hậu sự mà không có tiền thì cũng đi xin tiền gom góp đi, làm sao là mua được, là xin được một cái hàng đưa người ta đi thiêu, rồi cũng có một cái nơi ấm cúng chứ vậy thôi. Chứ còn mình á thì nghèo không có tiền cho, nhưng mà xin cộng đồng mạng rồi xin vòng vòng đó được bao nhiêu thì mình lo cho người ta bao nhiêu, chứ thôi mình không có tiền mình lo cho người ta. Chị Hòa quá tốt luôn. Trong khi chị Hòa tâm sự á, chị Duyên nhìn cái cảnh rất là lạ. Chị Duyên biết đây là bánh đò gì không, bánh phà gì không? Bánh phà đó không Hòa. Ngày xưa chị có qua đi ra đây không? Giới thiệu với cô bác quý anh chị, đây là bến phà Bắc An Hòa, nói từ huyện Chợ Mới đi qua thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang, và cái con sông mà Bùi Hồ và cùng với chị Duyên, chị Hòa với lại chị Liễu đi trên một cái chiếc ghe này, đây là cái con sông Hậu, cái con sông này chạy qua tỉnh An Giang. Cái cảnh vật chị thấy như thế nào ơi? Đẹp không? Đẹp. Về đây thấy mùi mùi không? Chia sẻ với cô bác quý chị, bây giờ ngồi ở trên đây đi dọc theo con sông mà ngày xưa mình ở cái nhà mình thường gắn liền với con sông này đó, thì chị thấy sao? Không, không biết. Cái có lẽ là Duyên còn, chị Duyên còn hơi bỡ ngỡ hay gì mà ha? Đúng rồi, còn bỡ ngỡ lắm. Tiếp xúc với người ngoài cũng rất, ở trong xóm còn rất bỡ ngỡ chứ không phải là riêng ở người ngoài. Nhiều khi có người lại người ta hỏi thăm, nhưng mà cũng còn bỡ ngỡ lắm, không có như mình mà ngoài là nói chuyện bô la. Còn như Duyên á còn bỡ ngỡ, nhiều khi cũng dè dặt rồi không có khi nói, có khi cũng không có nói. Chứ không phải là như mấy những người bình thường bô la mà ai hỏi gì nói đó. Còn Duyên á thì nhiều khi người ta hỏi gật đầu, hay là thích thì từ, còn không thích thì mỉm vậy đâu, chứ còn không có trả lời hết lắm. Cái làm như cái em Duyên bị một cái trầm cảm âu quốc vậy đó. Rồi tại vì mười mấy hai chục năm nó đã không có giao thiệp tiếp với người ngoài nhiều, nên làm như cái trầm cảm của em vẫn còn, em có cái trầm cảm và cái âu quốc gì trong lòng của em á. Nên mình dòm là biết, mình đã biết em là bệnh trầm cảm rồi đó. Mình dòm là mình biết em có cái trầm cảm rồi, nhưng mà mình hỏi, mình cố động viên gia đình mấy cô với dì và mẹ nó nữa, nói mày cứ việc, mày cứ nói chuyện với nó đi, nó không nói chuyện với mày, mày cứ nói chuyện với nó, mày nói cái này nói cái kia, mày hỏi nó đi cho nó nói chuyện, rồi nó tiếp xúc với mày từ từ, chứ còn mà mày mà cứ không nói chuyện với nó, biết là nó sẽ trầm cảm luôn. Một là nó đã nhớ chồng á,
là nó đã có cái ô uất trong lòng rồi. Dạ. Hai nữa là nó không có tiếp xúc với người ngoài quá lâu rồi. Dạ. Chỉ đi lụm với chồng rồi về là lầm vòng trong cái ổ chuột đó thôi, không có tiếp xúc với người ngoài nhiều. Nên đã có một cái trầm cảm đó rồi. Và bây giờ mình phải tiếp xúc với em nó nhiều. Nhiều khi nó ngồi cô cũng qua, cô chụp vai chụp đồ gì nè, cô cũng nói chuyện đồ, cô dỗ về nó gì nè, cô nói Duyên con sao rồi, trong mình con sao, con có ăn uống gì không, con uống sữa không, đi mua sữa cho con uống nghe. Nói giờ con uống mà con uống sữa cái gì miêu cái gì bò đó. Dạ, sữa bò. Sữa bò. Cứ nói vậy thôi, đi ra mua sữa bò cho con uống nghe. Dạ thì đi mua cho nó uống, chứ còn nó không uống mình mua vô nó cũng không uống. Dạ. Nên cái gì mình cũng phải qua kệ nó đi, nó cũng như con mình rồi. Tại vì gì cũng ba thằng trai gì cũng không có đứa con gái nữa trơn rồi, mình coi như con mình vậy đó, rồi mình qua mình an ủi mình động viên nó thôi. Rồi khi mà nó đã có tinh thần phấn chấn trở lại, nó làm ăn được rồi thì mình cấp đó mình mới buông tay nó ra. Để nó tự nó đi chứ mình đâu có dắt nó hoài. Khi mà cô tiếp nó được á, là giây phút nào cô tiếp là nó đi qua, cô dắt nó đến cái cô nắm tay nó cho nó đi. Tại vì cái phút này là nó mới cũng như em bé mới tập chững đi thôi, cô dắt nó đi. Đi khi nào mà nó đã vững rồi thì cô buông tay nó ra cho nó tự đi, chứ cô không có dắt nó nữa. Vậy ha. Dạ, nghe dì Hòa tâm sự thì thật ra thì dì Hòa giống như là một người mẹ thứ hai. Không những là người mẹ mà còn là một bác sĩ tâm lý, chuyên trị những cái căn bệnh trầm cảm. Đặc biệt là dì rất hiểu cái tâm lý của chị Duyên, mấy mươi năm mà sống ở xứ người quốc ước, người là nữ rồi sinh ra trầm cảm. Đúng. Sống ở một cái gọi là bên kia gọi là cái đáy của xã hội luôn á. Đúng rồi. Phải gọi là vậy thì mặc dù là về đây sống với cuộc sống Việt Nam, nhưng mà trong cái tâm trạng của chị nó vẫn còn rất là nhiều thứ để lo lắng. Dạ. Nhiều thứ lắm. Và đây là cái cảnh mà chị Duyên sẽ thấy nè. Chị Duyên biết gì không? Dưa hấu. Đây là người ta, các cô chú đang bán dưa hấu đó. Ở trên người này là người từ Campuchia về. Ở đâu cái đây? Đây là mùi hồ. Dạ. Đây là mùi hồ. Đây là YouTube. Có một cái cô kia coi kênh của mình với lại em Phong nói là em này là lên YouTube kìa. Dạ. Đó. Nó biết bao nhiêu người Mạnh Thường Quân rồi cộng đồng mạng luôn quan tâm đến cái cuộc sống của chị. Và mọi người đều mong muốn một cái điều duy nhất á là chị tốt hơn từng ngày. Hôm nay chị giao tiếp này, bà cụ đang giặt đồ kìa anh. Qua chơi mọi người xem mà. Chào mày. Chào bà. Không. Rồi đó thì bây giờ mà mình đó không phải là gì quà tâm lý gì, mình giờ mình biết rồi. Dạ. Biết người đó làm sao rồi. Nhưng mà đủ tình thương thì mình mới quan sát đúng, được. Đúng đúng. Mình có cái tình thương đó, mình có cái tấm lòng, mình có cái tình thương với mọi người nên mình dòm người đó là mình biết người. Dạ. Đó làm sao. Chứ còn dạ. Nếu mà mấy người vô tâm thì dòm người đó là kệ mày. Mày sao kệ mày, ta đâu có biết là nhỏ đó bị trầm cảm hay nhỏ đó là sao. Dạ. Và hiện nay thì kìa bên kia, ai quen hay gì liệu? Chào nha, cái này tai biến gì đó. Chào cái đó, đó ở chứ sợ đó ở sớm. Dạ. Bây giờ là người ta cho một cái khu nhà đó ở. Quen không chị? Bé Tí con của ông Mười Lỡ đó con. Là bé Tí đó. Chị quen không? Dì của chị Hằng. Chị bé Tí đó. Dì của chị Hằng. Đúng. Dì nhìn bên đây nữa nè. Cô chú đang buôn bán ở đằng sau nè. Ở đằng trước kia là đoạn đường còn rất là dài. Và cô chú ở đây là sống với cái nghề là thương buôn, thương hồ á, là lấy hàng từ các nhà vườn lên đây tập kết ở đây, và các cô chú sẽ đem lên một cái chợ đầu mối trái cây của Long Xuyên. Và ở đây đặc biệt là chủ yếu là buôn bán trái cây thôi. Thì sau đó là người ta sẽ phân phát cho các những người bán lẻ ra và bán vòng vòng ở cái khu vực tỉnh An Giang. Như đằng trước đây là cái việc mà cô chú bán ở đây là sẽ treo những cái cây mẹo hay gì qua. Đúng, cây mẹo. Vậy qua với mẹo một tí xíu. Đây là về, cũng như Long Xuyên Chợ Nổi mình đi. Người ta treo gì là ta bán cái đó, như đây là người ta treo cái dưa đó là dì ở qua. Đây là ghe dưa. Vậy qua đây ngồi đi. Nói với ngồi với chị. Nó không có tao nó nói không có được. Cho chị Duyên luôn. Dì Lễu ở đây là dì Lễu. Lên ngồi chơi. Đó đây nè, con cũng biết phải không, ở đây người ta treo cái gì thì người ta là bán cái đó. Người ta treo cái dưa trên cái đầu đó là người ta bán dưa. Người ta treo cái những cái món gì trên đầu đó để cho những cái người mà người ta đi mua đó, người ta cũng đi về. Người ta biết cái ghe đó, ghe bán dưa, người ta tấp vô, người ta mua.
À, bán dừa ta để trái dừa, ta bán cái gì ta để cái đó trên đó là mình biết mình đi về là mình tấp vô mình mua. Dạ. Và đây là tới một cái trung tâm chưa gì mà? Chưa đâu, còn khúc đẳng á. Còn khúc đẳng. À, khúc này là chỉ lưa thưa thôi. Dạ. Khúc đẳng mới đông. Dì Hoàng ngày xưa thì có buôn bán ở trên cái con sông này không? Không không, hồi nào giờ ở trên bờ chơi chứ ở dưới sông không chơi đâu. Dạ. quay qua đó. Quay đây kìa, đó đang đó, ta đang lên dừa đó, đang buôn bán đó, giờ đó ve dừa đó, ta đang xuống dừa đó. Dạ. À cô hồi xưa à, hồi đó cô cũng ra mua dừa vậy đó. Dạ. Như mình ra đây nè, mình mua dừa là nó đợi được như vậy. Ở ngoài này á dừa 14 như một chục. Một chục 14. 14. Mình vô trong mình chỉ chục có 12 thôi, người ta lời được hai trái đầu. Dạ. Cũng như đây một chục 100 nè. Khoảng 2 năm trước cô có nằm, có lần con nằm trên ba mơ. Dạ. Con thấy con mà không biết ai trên xuồng đi chung với con đi thôi, có nghĩ xong từ ở chỗ mình mới xuống đò nữa là 2 năm trước. À. Con sao sao chị nằm chị bao thấy sao? Thấy có cũng như là tự nhiên đang ngủ nằm thấy có tự nhiên có một chiếc ghe là chở từ ở chỗ Bến Hòa nãy bước xuống bỏ con ngồi con dòm hoài. À. Ồ. Ồ bây giờ là có y như là mặt rồi đó. Y như thật rồi đó. Từ Bến Phà đó thấy có một người dắt viên đi xuống cái đò đi ra đi như vậy. Bây giờ hai năm trước nha. Lúc còn ở Campuchia. Còn ở Campuchia. Chị kể rõ lại cho mọi người nghe. Có lần nằm ngủ đó rồi vô. Lớn lớn chút xíu được rồi. Rồi không. Nói đi nói đại đi nói đi. Rồi nằm mơ thấy thôi tự có một chiếc xe là chở đi chơi đi cũng như là không biết không nhớ là được người nào. À. Cũng đi cũng 4-5 có người. Rồi đi lên trên sông nước nào là cái lần cái chỗ hồi nãy vừa bước xuống đó là con dòm theo mấy bụi cây đó con cứ ngồi dòm hoài là con nhớ có lần con nằm trên ba con thấy gì là nhưng mà chị chưa từng đi lần nào đúng không? Chưa không, mới lớn lên là bị đưa đi đến giờ. Ôi trời ơi. Mới lớn lên là nó cứ nó hồi nãy nó nói là khi mà nó bước xuống cái nền đó thì nó đã giật mình rồi. Nó nghĩ là có một người đã, nó nằm nó đã thấy có một người đã đưa nó xuống xuồng đi chơi như vậy rồi. Là cái chỗ này rất là quen thuộc nhưng mà nó chưa từng bước xuống lần nào hết. À, có những cái chuyện mà mình không thể nào mình giải thích được hay nhiều à ha. Đúng là mấy cái chuyện tâm linh mình không có bao giờ mình biết trước được. Trong cái tâm tưởng của chị Duyên á thì không bao giờ nghĩ rằng mình trở về lại Việt Nam. Và không bao giờ nghĩ rằng mình có chuyến đi ngày hôm nay. Nhưng mà ở trong cái giấc mơ chị Duyên có nói rằng là 2 năm về trước, ngay tại cái căn chòi của mình hả chị? Ngay tại cái căn chòi của mình, chị nằm mơ chị thấy chị được đi ngay chỗ này. Và nó như tái hiện như in cái hình ảnh đúng không chị? Đúng luôn. Mà cũng thấy 4-5 người luôn. Ờ. Ôi trời ơi. À, thấy được, nó bước xuống là nó thấy là cái chỗ này có một người dắt mình đi xuống rồi mà. Là mình tính nó nhớ lại là nó đã nằm trên bao, nó thấy một người dắt nó đi xuống. Đó như là cái tâm linh chứ nó báo trước à, cái người có nghĩa là có sự báo trước đúng không chị Duyên? Cũng như là con có cái tâm linh của con cũng như có người báo mộng trước hay gì báo trước cho con thấy là lúc con được con, đi lúc đó là chị thấy là chị được đi thôi. Có mình nên mình đi à, với có người khác lạ lắm, 4-5 có người gì đó mà không có chồng mình đâu. Không có chồng mình đi. Mình không có nghĩ là đã đi trên sông Việt Nam này đâu, mình tính cứ tưởng là tại nằm mơ chứ tại nghĩ nhiều quá rồi nằm mơ đi thôi. Chứ không nghĩ là có thật. Không nghĩ là ngày hôm nay đã có hiện sự thật. Okay. Hôm nay là có sự thật. Bây giờ chắc có lẽ là gần hết chứ gì rồi. Gần hết rồi đó. Bây giờ mình kiếm một cái món gì ăn ha. Vòng qua đây nè. Dạ, không có đâu, chưa ai bán đâu. Bán là người ta ở dưới sông này nè. Nếu có người bán á là người ta chèo cái xuồng đi vòng. Thấy có một cái bên kia bán cà phê. Cô ơi, ở đây có chỗ nào bán cơm hay bún gì không? Có, hôm nay cũng có bán luôn. Ôi trời ơi, chị Duyên nói tự nhiên cái nổi ốc cục hết à. Là bữa hổm hình như là Bùi Hồ là quay khúc này nè. Dạ. Bùi Hồ bữa hổm rồi chở em xuống quay khúc này nè. Dạ. Đó là cái đàn này là ở cái Tây Sông Hậu đây. Tây Sông Hậu là ở đây nè. Ở dưới chút xíu nữa. Dưới nữa. Dạ, cái cảm giác bây giờ vui không chị Duyên? Vui làm sao? Không từng đi những chỗ như vậy nhưng giờ mình thấy cảnh làm như là có từng đi qua rồi rất là nhiều lần nhưng mà không, thật sự là không có từng đi. Là hồi nào giờ chưa từng đi ở đây lần nào hết trơn á, như mà á bây giờ là Bùi Hồ dắt đi tưởng tượng như là đã đi qua rồi.
chị nói là chị mơ hay à, chị mơ rồi. Chị mơ là bây giờ là tưởng tượng là cái con sông này là mùi hồ đã chở đi rồi. Chị muốn ăn cơm hay ăn bún? Ăn rồi, không ăn đâu, cứ ăn miếng nữa đi. Ăn bún nè. Dạ, ăn bún cho dì Hòa. Hồi sáng con dặn là không có ăn mà. Không, mà dì Hòa sáng không có ăn sáng. Có chăng cứ cho ngồi ăn chơi cho nó lại mấy em quay chơi thì ăn cái gì thôi chứ. Còn... uống nước dừa đồ hay là uống nước ngọt? À, uống nước dừa đồ chơi. Uống nước dừa ha. À, chứ mình lại ghe cái mình mua chục dừa mình thảy xuống mình mượn dạ. Ta chặt luôn cái dạ. Mình uống. Đó còn ở đó là những cái bãi ghe mà bị chành á, mấy bên ghe kia, bên kia là cô đó đang chèo bán gì à gì? Đó thì đó người ta đang đợi nè, ghe này là chèo lại bán. Bên đây đang bán gì hả cô? Cô ơi. Bán bún à. Hả? Có một cái cô đang bán bún nhưng mà ở đây không ăn đâu nghe buồn hồn. Dạ cho dì liễu rồi dì dùng miếng cho vui cho mọi người quảng bá cái món của miền Tây mà. À rồi cũng như là mình quảng bá thôi, mình ít thôi kêu bả làm. Làm mấy dì cháu mình ăn ít thôi cho vui. Dù sao cũng ngồi lên đây ăn nó cái cảm giác nó sẽ khác mà, đúng không? Cái xuồng nhỏ nhỏ bên kia là đang bán bún riêu hay sao phải không dì bà? Bún riêu, ở đây kêu bằng bún riêu. Dạ. Cô lại đây nè cô. Còn không cô? Cô ơi, cô còn gì không cô? Rồi cô tấp vô đây nè. Cô bán gì cô? À, bữa nay ngày tương, đúng rồi Bùi Hồ ơi, bữa nay ngày tương. Dạ, nay ngày tương mình ăn tương. À, bữa nay ngày tương ăn tương, chả giò, thịt nướng, bún. Có bún nước tương nữa nè. Có bún nước tương luôn ha, rồi cho tôi tô bún nước tương ở đất đi. Bún nước tương là cho con bún nước bún khô đó, đúng không? À, cũng như nước tương rồi, dạ. Cái mình sẽ... Dạ. Bún nước hay là bún khô? Dạ. Vì liễu dụng gì? Vì lấy đồ dụng gì? Thôi ăn tương cho vui. Mọi người ăn hết gì không ăn đâu vui đâu. Không, ở đây bán tương. Vì, qua đây hỏi đi. Qua đây hỏi đi chị Duyên. Rồi chị hỏi đi. Chị hỏi đi cho quen. Bún chả giò thịt nướng. Bún tương. Vậy chị Duyên ăn cái gì? Nó lớn là chị, nói gì không nghe. Chị ơi, chị nói kìa. Nghe rồi, tôi nghe. Chị bán năm ở đây, hỏi là bao nhiêu năm rồi? À, 30 năm rồi. Chị cứ hỏi. Vì người ở đây. Người ở đây. Có. Người ở đây. Hỏi coi bao nhiêu tiền chị Duyên để đó mình nhầm khi không đủ tiền trả đó. Ờ, đâu có tiền đâu. Chị Duyên hỏi đi. Con vậy bao nhiêu tiền? Con Duyên có đem tiền theo không dì Hoài? Có đem tiền đó. Đó chút con trả cái phần chồng này được không? Con muốn đem tiền. Bây giờ con trả lời rằng con trả cái chồng này được không? Dạ được. Rồi dạ được thì con trả. Ôi em ăn nhiều lắm, em ăn 4 năm tô nha. Đủ tiền không trời? Lấy làm gì theo 500 ngàn? Đi theo 500 ngàn giữ luôn. Đâu hỏi gì bán thiếu bây giờ. Bán luôn. Giữ luôn. Bán luôn. Vậy bán thiếu không? Bán luôn. Bán thiếu rồi mình thiếu hay sao cho Duyên? Người ta khổ. Người ta khổ lắm hả? Sao biết khổ? Ta khổ cho mấy đi bao buôn bán gì, nếu người ta phá ta đâu ai bán. Ra đây tụi nói chuyện nhiều quá, ở nhà có nói đâu. Người ta khổ người ta mới buôn bán. Mà em thấy nhầm khi người ta đâu khổ đâu. Tại vì người ta cũng lớn tuổi. À. Bị bán đi. Nhỏ bán trên công chia đó. Tôi mới muốn về đó. Vậy đó hả? Con có chị hả? Không phải cháu. Tóc rồi kìa bởi, tóc rồi. Cái tàu dưới kìa không? Kìa nước kìa. Có nước nữa nè. Bây giờ ủng hộ thì ủng hộ luôn ha. Chị Duyên uống nước gì? Lát nữa uống nước gì sao? Rồi rồi, uống ra em. Con mới chạy đi, để đằng đó hả? Chút nữa mình cứ lại. Bán gì? Ê, để đây. Cô lấy đồ ơi. Khoan, chạy ra cái tích tắp vô bờ. Dạ. Ờ, giới thiệu với cô bác chị á, đây là một cái chiếc ghe mang nước uống. Ở đây thì gồm hết tất cả nước ngọt, cà phê và trà đường, giá là cũng rất là bình dân luôn. Và những chiếc ghe nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này là cô chú ở đây là bán hết mấy chục năm luôn á. Ở đây thì không có bán gọi là thương mại, một số chợ thì họ khác, mà cô chú ở đây là bán đa số là các địa phương đó, là cái việc đó thì chị Hòa rất là dành luôn. Và không chỉ là kêu nghe lắp vô đây kêu ủng hộ mà.
có một chim bao đâu 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 thôi cái chim nó đang bao rồi tôi rồi ăn đi chị Duyên. Ờ mấy anh bao em hoài lẽ lâu lâu em bao mấy anh lại nằm được không sao từ ở Cam Chim anh được mấy anh cứu về đây cũng may mắn rồi sợ bỗng lẽ một bữa ăn này có như đây đây mà em bao mấy anh không nổi. Bao em là em ăn nhiều ai bao là em ăn nhiều à rồi vậy vậy ăn nhiều đi bữa nay Mười Hồ bao đó thôi con ăn không nổi không nổi hả. Ăn đi chị. Hôm nay thì cái bữa ăn của mình anh Nguyễn có thể quay cho cô bác quý anh chị biết bữa ăn hôm nay là bún chay thì gồm có là nấm với lại tàu hủ ki với lại bún với lại nước một tô như thế này chỉ có 15.000 đồng thôi còn dì Liễu thì dùng cũng giống vậy luôn hả dì Liễu ngon không gì không không. Chị ở đâu vậy ở dưới này là chị cũng ở đây hồi xưa rồi. Mình là Bùi Hồ là dân miền Tây nhưng mà mỗi lần đi chợ nổi đều nó đều có một cái cảm xúc khác nhau à. Ở miền Tây thì việc chợ nổi thì nó cũng khá có khá là nhiều chợ nổi như là chợ nổi Long Xuyên, chợ nổi Cái Găng hay là chợ nổi Ngã Năm của Hậu Giang. Thì cái chợ nổi này là mình Bùi Hồ thích nhất tại vì nó vẫn giữ được cái hồn tí của miền Tây. Ở bên đây nè. Bên đây anh. Nước nha. Chị Duyên uống gì kêu luôn đi. Uống xì tin luôn ha. Ôi trời ơi. Gà dì Liễu uống gì? Cà phê hả? Chai đường đi, chai đường đi. Cà phê đá, sữa đá. Cà phê, sữa đá. Không, chai xì tin luôn đi chị ơi. Chai ra cái gì number one đi. Một chai number one, một chai xì tin. Một ly... trà đường, trà một ly trà đường. Dì Liễu uống gì vậy? Ủa, anh uống gì? Anh uống gì, anh uống đi anh. Anh nhỏ ơi. Trà đường luôn ha. Hai ly trà đường luôn. Hai ly trà đường. Cái ly bự to đùng như thế này là nhiêu tiền hay gì? Để thôi chị Duyên không có tiền trả nữa. Trước thì để chơi. Thôi nói ăn đi nói ăn chơi đi. Ăn đi chút xíu trả. Ăn đi quá. Nói cái gì là làm cái đó. Nghe cái đó. Nói cái gì là nghe cái đó. Ôi mới vừa nói chị Duyên không có tiền trả cái kéo cái túi móc tiền. Đúng cái gì là kêu cái gì? Ăn. Kêu cho ăn á, muốn ăn á thì vậy biết không? Vậy cho con một tô bún giống chị Duyên vậy luôn đi hai tô luôn đi anh Nguyễn một tô đó vậy quà một tô có đủ chưa rồi, cho con một tô luôn vậy lấy đồ một tô luôn ăn là được ăn hết nguyên chiếc mà kêu ăn đồ. Thì ăn kêu uống thì uống rồi ngầu dạ. Đó nhiều khi thèm nhiều vậy biết không là chị Duyên này về Việt Nam này bây giờ làm lại cuộc sống mới vui rồi ở đâu chị ở Campuchia mới đi sửa đá. Dạ đây hai ly trà đường một xì một năm bà quan dạ em uống trà đường gì uống gì trà đường một thêm trà đường nữa vậy bán năm nay là bao nhiêu năm rồi 30 năm rồi hôm nay là bán còn lại là gì bán thiếu không bán luôn hả miền Tây vui vẻ hoàn bán thậm chí là có cô chú ở đây á bán cho các tiểu thương ở đây á là bằng cách là ghi vào những cái cuốn sổ tay hay gì khỏi ghi luôn hả rồi ăn xong để cái tô ở đây là cuối buổi lấy luôn ở người miền Tây người ta không phải như là thiệt tình lắm cởi mở cũng có người gì người khác chị ơi đúng rồi thì cũng có người gì người khác thì người ta ai gian với người ta gian lại mà ai thiệt với ta thiệt lại vậy đi đâu có nhiêu tiền đâu tô này 15.000 ngày gì bán được nhiêu tô gì không biết nhiêu ký bún mà là biết chứ nhiêu ký bún hay gì. Ôi từ từ ngồi nhấp nhô tiền. Ôi ôi đợi con tí hay gì. Ôi con chóng mặt luôn. À tôi con vậy đi không phải đi gì mới có lắc là chóng mặt rồi. Dạ. À cô ơi. Một tô không ớt. Còn bên đây là chị biết không ga cát ở đây nè nó chìm đó chứ nó không dám ăn nó đói. Cái em nói về chú ăn đi phải không chú về Cà Mau nhưng mà nhớ tỷ giờ á chừng nào chú lên chú trả còn chú không lên là quề luôn chứ không nói là ai nợ ai nha rồi thiếu bao nhiêu tô gì có hai tô à bà thì ta không dám ăn gì kêu ăn đi đúng rồi tại vì ta đói người ta không có tiền mà dạ. Ta đâu dám ăn dạ. Tại vì mình kêu người ta người ta mới ăn chị Duyên hỏi cho gì ơi người ta có là trả cho gì có hai năm sau mới trả mà hai năm sau cho thêm mấy trăm ngàn rồi tôi không có lấy tôi lấy chỉ có tiền bún thôi mà cũng chưa hay làm ta trả nữa cũng như làm ta nói đó mình mới biết ta nói ra mình mới biết
Có nghĩa là gì quên rồi. Quên đúng quên rồi. Cái người khách đó luôn. Tại vì mình đâu nghĩ là người ta sẽ trở lại trả mình đâu. Dạ. Tại sao nay đi vui không chị? À, về tiền nước là bao nhiêu nè? 60. Dạ. Bởi mình đâu nghĩ là người ta sẽ trả mình đâu. Tại vì người ta đã bị dèm ghè, ta bắt của hết rồi. Cái chuyện ngọng luôn. Ngon lắm. Nói chung chuyện khó nghe mà. Cũng hơi cả làm hơi nữa. Ngon không chị Duyên? Ai? Không, một tô nữa đi, một tô cho gì đó đi. À, để cho gì múc hết đi. Gì này bán cũng vui lắm. Này là của anh Nguyễn. Ăn hết nha chị Duyên nha. Rồi cái nước lèo này, nước súp này ngon không? Ngon thì nó ngon, dở nó dở. Ngon nó ngon, dở nó dở nha. Ngon. À, chị ăn không có hốc nước. Dạ. Hồi nãy là sợ gì là hỏi gì là bán được nhiêu tiền, không có lời, thiếu không chịu. Rồi xuất ra trả luôn á. Nó buồn hồ không có đem tiền theo, con có đem tiền theo nè. Con dạ. Trả, con nhiều hết sức. Cũng có cái lòng hảo tâm lắm nhưng mà tại nghèo không có tiền thôi. Coi gì quay gì hoài kìa anh. Chị có đang ở quay gì hoài mà ở bên hoài nữa chị. Có chồng con gì không ạ? Ăn kem. Ê ăn bún. Không có con, trời ơi, có chồng mà đã qua bển mày bị gạt lường rồi bán ở bên sang cam thì gặp cũng người chồng này cũng không có được bình thường. Tá túc bở với nhau rồi có nơi có cái bờ vai để mà dựa vậy thôi chứ còn nói chồng là chắc không có chồng đâu. Yeah. Nếu mà chồng là không có ăn vậy. Thôi bây giờ đẩy đó đi, cái chuyện đó mình buồn bỏ sang bên đi. Vì bà quà bún làm sao, ăn bún thấy ngon không? Ngon, bún ở đây thì nói không phải quê mình mà mình khen quê mình An Giang là bán ngon chứ. Vì gửi lời là mời nào đến với Mạnh Đồng Quân hay là khán giả xem kênh về Long Xuyên này ghé. Cũng giờ ở đây là tôi mời cộng đồng mạng và Mạnh Thường Quân có khi nào dịp mà đến An Giang, Long Xuyên của quê nhà của Duyên. Thì ghé đi một chuyến đến mà sông chợ nổi của An Giang để mà thưởng thức những cái món ăn mà trên sông nước như là bún riêu rồi ngày là bún riêu rồi nước rất là vui. Chắc có lẽ như thế này nè dì Hòa, thì bây giờ nếu như mọi người đến thì dì Hòa có chịu làm hướng dẫn viên cho mọi người đi chợ nổi không? Dẫn tiếp mà sẵn sàng tiếp đón hết. Dạ. Dạ, nếu mà ai đến mà An Giang không biết chợ nổi hay là không biết An Giang thì cứ điện thoại cho tôi sẽ sẵn sàng dắt đi hết An Giang, là chỗ nào đẹp, chỗ nào món ăn ngon hay là những cái thưởng thức gì tôi sẽ dắt đi. Dạ. Và chắc có lẽ là dì Hòa có ngại là chia sẻ cái số điện thoại mình lên trên mạng để cho mọi người biết, có thể liên hệ dì Hòa cập nhật thêm cái tình hình sức khỏe của chị Duyên. Không cô, để chút xíu con. Không. Bùi hồ trả. Dạ dạ. Để bùi hồ trả. Để chút xíu em trả chị. Để chia cho dì Hòa chia sẻ. Dì Hòa có ngại khi mà chia sẻ cái số điện thoại mình lên trên mạng để cho cô bác của anh chị điện hỏi trực tiếp về cái tình hình của chị Duyên, cũng như là có thể nhờ dì Hòa đi một cái lịch trình nổi Long Xuyên một lần cho biết được không? Sẵn sàng. Dạ. Tại vì mình không có gì để mà ngại hết, mình người tốt mà. Ai giúp đỡ được mình cứ giúp. Dạ, tại chuyện gì giúp được rồi cứ việc. Có thể giả tỷ bạn bè hay là chị em nào muốn đến chợ nổi An Giang quê tôi chơi á thì cứ việc là điện thoại Hòa ơi, hôm nay tôi đến An Giang đó, ở khu vực nào đó, có thể là chờ đi với tôi đi ra chợ nổi được không? Ok, là tôi sẽ lên tôi dắt đi. Số mấy hay gì Hòa? Số gì số mấy? 0357197077. Chị Hòa. Số điện thoại của dì Hòa là 0357197077. 77. Đó, điện thoại là dì Hòa là ở nhà là chỉ bán cà phê mọi người cho vòng vòng ở xóm thôi. À, bán vòng vòng ở xóm. Đó là nữ là dì Hòa luôn thời gian huy là nó cũng rảnh nó cũng nhiều lắm. Đúng thời gian. Với tôi không chồng nữa dễ lắm. Chồng thì thôi rồi nên bây giờ thì ở với một người đứa con thằng trai. Nên bây giờ muốn đi đâu mình đi buôn bán rồi bậy bạ hai mẹ con sống. Bây giờ không có ham giàu, không ham giàu gì trơn chuyện công trong cho có sức khỏe là buôn bán ngày hai bữa cơm là quá mừng rồi. Dạ. Không có ham giàu gì mà có chia sẻ là không ham giàu mà ham tình cảm. Tình cảm đối với nhau thôi. Đúng, tình cảm. Từ vợ sớm vui lắm. Cứ bước vô sớm là hỏi mẹ Hòa, từ đứa con nít mà nó kêu mình bằng bà mà nó cũng kêu mình bằng mẹ Hòa.
À, ai cũng kêu bằng mẹ Hòa không? Dạ. À, cứ bước vô, đi bước xuống dưới là hỏi mẹ Hòa là ai cũng biết hết. Tại vì mình ở rất là vui vẻ với xóm riền kìa. À, ai cũng biết hết trơn, cứ hỏi mẹ Hòa. Dạ. À, điện thoại lên là cũng kêu mẹ Hòa. Người ta cho gạo không ra, người ta cho gạo ghi cái phiếu vô, ghi gì Hòa? Không, ghi má Hòa. Má là một cái từ miền Tây rất là thân thương. Thôi dì cũng dùng đi để thôi, bún dạ, nó nở. Thôi dì Hòa cũng ăn chút. Dạ. À, bao nhiêu tiền đây dì ơi? 90 ngàn chú. Dạ. Vậy là gì thôi con chăm thôi. Nói gì chứ à? Chị Duyên à, chị Duyên ơi. Chị Duyên à, nói cái cảm giác ăn tô bún Việt Nam như thế nào. Chắc có lẽ xong thì mình kết thúc cái đoạn clip luôn đi. Để chút xíu nữa là kia uống dừa sao. Chị nói chậm nha. Cảm ơn nha. À, cái cảm giác ăn tô bún ở Việt Nam trên sông mà trong cái mơ chị 2 năm về trước chị thấy đó, thì bây giờ cảm giác như thế nào rồi? Hơi chóng mặt hả? À, chị cũng chưa có quen lắm, nhưng mà chị cứ qua trao đổi trực tiếp nói chuyện với là gì này vui lắm ha. À, giờ, bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc clip này tại đây, tại vì dùng một 2 tô bún cũng còn nè, với lại cho chị Duyên uống tí nước ha. Đi, anh cho comment ăn luôn. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở clip sau ha.